Kính thưa các bạn, hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề Nói thế gian nhiều chuyện nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười, lo khinh Đây là hai câu trong sấm giảng nha các bạn Tiết già thấy hay quá cho nên hả làm cái bài mà chia sẻ À, để cho cũng như chúng ta cùng nhau tu tập đó. rất là đúng luôn á các bạn. Đây là những lời mà trong sấm giảng dạy cho chúng ta. Tại vì khi mình đến cái cõi ta bà này á là mình đến đây á là để tu hành để tiến hóa. Cho nên á những cái lời trong sấm giảng rất là hay luôn. Ở trần gian á có nhiều chuyện nó nực cười thiệt luôn. Mình tu mà mình kém cỏi hơn người ta thì mình làm thinh âm thầm mà rèn luyện tiếp đúng không các bạn? đó là tiết già chia sẻ về mình nha, chứ mình không có nói ai cả nha. Giống như tiết già biết nè, mình là nữ nè, mình tu tại gia nè, mình kém cỏi hơn cho nên tiết già hàng ngày á coi như là âm thầm giống như là rèn luyện tiếp chứ bây giờ không có phân mua người đó cũng như là tu cao người kia tu giỏi, người nọ tu chưa đúng, đúng không các bạn? Tu á mà còn hơn với thua nữa. Tu thế này á là đúng mà tu thế kia thì nó sai rồi người ta lại sư minh tuệ á thì nói á đâu phải phật đâu mà lại các bạn có biết rằng là làm sao mình mới biết được người đó phật hay không phật tự nhiên gặp người ta cái mình nói rằng ờ người đó phật người đó không có phải là phật đó các bạn thấy không cái này là về cái sự mà giống như là à, hơn thua rồi môi mốc rồi hả cũng như là ở không á không có cái việc gì để nói đó các bạn đó là tiết già chia sẻ để cũng như là mình hiểu được để mình nắm vững cái căn bản mình tu tập cũng như là mình đừng có nghe theo lời ai hết đó các bạn nếu như á mà mình có nghe á là mình nghe theo lời phật dạy đúng không các bạn mà thật sự trong đời á thì chưa có ai thấy phật đó các bạn có thấy phật không thấy trong mơ hoặc là thấy hình bóng gì đó một cái hình bóng hay là hình tượng gì đó hay là giống như tượng tạc thôi rồi các bạn có thấy giống như là phật mà bằng xương bằng thịt chưa nó đức phật á là cách mình cũng như là mấy ngàn năm rồi bây giờ là chỉ để lại cái gì kinh điển giáo pháp của đức phật nè rồi để lại cho chúng ta để chúng ta noi gương theo mà noi gương theo ai không có thấy Phật ở đâu hết đó mà noi gương đúng không thấy toàn là bàn tán không à cho nên tiết già chia sẻ với các bạn nè mình noi gương theo các vị thánh tăng mà tu nó đơn giản dễ hiểu thôi tại vì nếu là bậc thánh đó các bạn biết không là không còn mà giữ của thế gian nữa nè nếu mà người nào mà còn giữ của thế gian á là người đó chưa có thể thành thánh được nha các bạn đó là tiết già học trong kinh trong sấm giảng đó Tiết Già mới dám khẳng định như vậy Cho nên giống như Tiết Già vậy nè Là cũng như là tu sĩ Tại gia Cũng như là mình hả học tại gia Mình tu tại gia Chứ chưa có được cái gì hết Tức là mình đang tu cái đạo nhân của mình Còn nếu như á mà muốn nhìn rõ cái gì đó cái bực thấm thì mình nhìn cái gì đó là người ta làm sao nè người ta khác với lại hả giống như người thường đó những cái gì mà người thường làm á là người ta đi ngược lại hết luôn giống như mình có xe hơi nè mình có vàng dòng nè thì những cái bực thánh những cái vị thánh đó đó hen là người ta không có xài đó các bạn thấy không người ta ngược lại mình có tiền có của các vị không xài tiền không có của thì như vậy á coi như đây là cũng như cái bằng chứng á, cho mình thấy là người tu á thì phải cũng như là chứng minh cho thấy rằng cái sự mà rèn luyện cũng như là bản năng của một con người bằng xương bằng thịt ai ai cũng giống nhau đúng không các bạn mà coi như là các vị thánh nè là các vị có thể sống trong rừng được trong nhà quan được nghĩa địa được đi bộ hàng chục cây số được ăn một ngày một bữa cơm cũng được. Suốt trong cái quá trình mà hành đạo á của các vị á, các vị không có nắm giữ tiền. Nó các bạn thấy không? Như vậy á thì mới đúng là bậc thánh tăng nha các bạn. Đó là tiết già học và chia sẻ tiết giờ ở đây á là không có nói ai hết. Nói á để mình nhìn thấy để mình biết để mình học tập á các bạn. Rồi những bậc từ hàng thánh á các bạn biết không? là ăn một ngày một bữa nè khác người thường nó mình ăn một ngày một bữa mà mình ở cũng như là tại gia mà mình hả đôi khi mình còn không chịu nổi nữa đó các bạn đúng không cái sức khỏe mình nó không có đủ y áo á là mà mình phải giống như là nhặt giải mà để khâu lại các bạn thử coi thì á, nếu như giờ mình cho rằng là mình đi mua giải dụng đi thì coi như là cái thời gian mà mình ngồi mà mình kim chỉ mình khâu lại thì coi như nó cũng rất là khó khăn phải à, giống như luyện tập nè phải chịu đựng nè phải hành pháp nè thì mới được đúng không các bạn nó đây là cũng như là y phấn tạo y phước điền nó các vị là những tấm gương mà để cho chúng ta noi theo để học tập mình là phàm nhân nè sống trong cái thời mạt pháp nào là thiên tai lũ lụt coi như động đất sóng thần dịch bệnh đủ kiểu bệnh luôn bệnh trên trần gian này phải nói là rất là nhiều bệnh mà nếu không có các vị dạy bảo thì coi như cái tâm phàm mình á nó hạn hẹp rồi làm sao mình thấy được ánh sáng từ bi đúng không các bạn thì nhờ các vị coi như là dạy bảo mình mà thường á những vị thánh tăng á các bạn biết không người ta không có giống như là bàn tán mà người ta dạy bảo mình bằng những cái hành động bằng những cái cũng như là cái thực tập những cái một cái hành pháp cho mình thấy rõ ràng để mình noi gương theo chứ không có nói bằng lời được nha các bạn đó là đúng là coi như là các vị thánh tăng còn thế gian á là nhiều chuyện rất là nực cười mình là cư sĩ tại gia nó mình là tu sĩ tại gia mình đang học Phật cái dĩ nhiên á là mình học theo thánh tăng chứ không lẽ giờ mình học theo cái một người nào đó mà người ta nói hơn thua đó là tiết già chia sẻ thật sự luôn nếu như các bạn muốn học đạo á thì á, các bạn phải học theo lời Phật dạy học theo kinh điển nếu có chia sẻ đó là chia sẻ đúng lời Phật dạy đúng các vị thánh tăng hành pháp chứ không lẽ giờ mình đi học đạo mà mình đi học ngay cái ông mà ngồi nói hơn thua là một tràng luôn, không có gì để học hết. Nó toàn là chỉ trích không à. Cái đó là mình nói thật sự luôn, tại vì mình cũng là người đang học đạo nha các bạn, cho nên mình chia sẻ để cái cách mà các bạn cũng như là học như thế nào mà có kết quả nó cũng như là nó rất là à, nhanh đó các bạn tại vì cái thời mạt pháp này nếu như chúng ta mà không có tinh tấn tu hành chúng ta không cố gắng học đạo á thì coi như là mình không có chịu nổi cái thời mạt pháp đúng không các bạn tuyết già cũng là người đang học đạo thôi nhưng mà Tiết Già biết nhiêu á, thì Tiết Già chia sẻ cùng các bạn. Trong ngũ chi đại đạo á, có dạy cho mình, tức là ngũ chi, ngũ là năm. Nó năm chi, tức là năm chi này á, là nấc thang để cho người học đạo tiến thân. nó nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Người nào đến thế gian này á, là cũng phải hả tiến thân trên cái con đường mà ngũ chi đại đạo đó, đó các bạn nhưng mà tại vì mình còn tu trong cái nhân đạo mình chưa có được lên uh, những cái nấc thang mà hả cũng như tiến quá cho nên á mình biết nhiêu thì mình chia sẻ nhiêu mà nếu như chúng ta không có giữ giới á thì đường tu á là coi như nó mãi ở gì một cái vị trí cũ nó ở vị trí cũ hoài luôn vậy đó biết bao giờ mới được tiến lên mở miệng ra thì nói giống như là gì nè tham sân si là phải buông bỏ đúng không các bạn thì cái này nói ai cũng nói được hết á tiết già cũng nói hoài luôn gì đó nhưng mà cái quan trọng là mình có hành pháp được hay không mình có thực hành được hay không cái vấn đề mà nói bằng miệng là nói bằng lời ai cũng có thể nói được hết mà miệng á thì nói là đừng có tham sân si hãy buông bỏ đi câu mâu ít kỹ sôi mối từng ly từng tí các bạn thấy không giống như hiện nay nè xương minh tuệ nè ôm nồi cơm điện cũng nói rồi à, mặc y phấn tảo cũng nói nó chánh à, pháp không chánh pháp không đúng chánh pháp của như lai mà các bạn biết hả coi như là chánh pháp của như lai là ở đâu các bạn thấy rõ ràng chưa ở trong kinh sách chứ không có phải là phát ra từ cái lời nói của Như Lai mà nói ra. Cách đây mấy ngàn năm rồi, mình thấy không có cái quốc gia nào mà cấm là ôm nồi cơm điện, đúng không các bạn? Cũng không có ai mà cấm mình đi chân đất. Cho nên á, cái quyền tự do của con người á nhất là giống như người tu nè, trong cái thời mạt pháp á có tới 84.000 pháp môn để mình tu. Miễn mình có tu là được rồi đó tiết già là người giống như đi tầm sư học đạo nói chung là chờ đợi mãi các bạn biết không cho đến tận bây giờ mới thấy được chánh pháp như lai các bạn thấy không chánh pháp như lai ở trong kinh điển thì rất là nhiều rồi nhưng mà để cái người mà thực hành chánh pháp như lai là tiết già chưa có đủ duyên để thấy hoặc là không bao giờ thấy Nó, các bạn thấy nó rõ ràng chưa mặc dù tuổi mình đã già rồi không có đủ sức mà à, tu theo hạnh đầu đà của các vị à, đang tu bây giờ nè thì á, mình thấy chân lý của con đường đạo á, mà từ lâu chưa có được mà giống như mình tận mắt nè các bạn thấy không thì bây giờ nè là coi như mình được tận mắt nhìn các vị thánh tăng đi trên đường mà hành pháp như vậy á, là ha, coi như là mình giống như là tán tháng nè, kính phục nè, coi như là mình lúc nào cũng kính phục, kính lại trong lòng của mình dù mình ở xa. Còn hả bây giờ là toàn là trong kinh điển thì hôm nay tiết già cũng như các bạn mình mỗi khi mà mình tu tập á, giống như mình ngồi thiền nè, mình sẽ bị đau chân nè, rồi mệt mỏi nè, hoặc là mình ăn chay các bạn không biết không nhiều khi á mà mình ăn không quen á, nó cũng có thể là à, giống như nó cũng à, mệt mỏi nè, rồi nó thèm khác nè, ăn những cái món ngon vật lạ nè, rồi còn nói không đủ chất nữa nè. Thì Tiết Già chia sẻ với các bạn á, là mình hãy nhìn theo cái tấm gương của Thầy Minh Tệ rồi cũng như bên cạnh đó còn có thầy minh trí rồi thầy minh tạng nè các thầy nữa chứ đâu phải là riêng về thầy minh tuệ đâu các bạn thấy không tiết già nhìn thấy rất là nhiều vị đang tu theo cái con đường của đức phật như lai đó các bạn rồi tiết già nghe nói như thế này nè nói giống như là từ xưa tới giờ á là có rất là nhiều người tu giỏi tu đắc pháp đắc đạo gì đó thì cái này có chứ không phải là không mà các bạn biết không mình không có nhìn thấy mình toàn là nhìn trong gì trong coi như là kinh điển kinh sách nè để lại thôi chứ mình chưa có thấy cũng như các vị tu như thế nào nhưng mà thế gian á là mình khao khát á là mình được nhìn thấy nhìn thấy sự thật nhìn thấy một vị nào đó mà tận mắt mình thấy đó đúng không các bạn thì hôm nay á, là chúng ta được gì? Được kết duyên lành qua lời Phật dạy Mà Sư Minh Tệ đang hành Bởi vì sao? Vì á, tu á, là phải hành Tu không có thể nào mà nói bằng cái miệng được Bất cứ trên cõi đời này á, Là cái gì mình học Mình cũng phải hành đó, đó các bạn Văn ôn á, thì võ luyện Không có thể mà mang lý thuyết ra Mà nói một tràng là coi như là xong Nói tiết già cũng thực hành hàng ngày mà giống như tức già cũng ráng luyện tập nhiều khi đau chân lắm các bạn nhiều khi mệt mỏi lắm tại vì biến sao không nếu như mình tu á là mình phải bớt ngủ nè mình bớt ăn lại nè các bạn thấy không nó tất cả những gì là mình phải hả coi như thực hành hàng ngày cho nên nó có những cái mà giống như là à, nó mệt mỏi nó đau chân thì mình đã nhìn thấy các vị thánh tăng tại bây giờ đã dạy cho chúng ta đó là cố gắng hằng ngày tức là tu á thì phải giữ giới nè mà nếu bạn nào chưa có giữ được năm giới nha, các bạn cố gắng á, là bằng mỗi ngày nè hằng ngày hằng giờ các bạn niệm phật a di đà là từ từ các bạn sẽ giữ được năm giới đó các bạn nói tiếc già đã thực hành qua rồi tiếc già đã giữ được năm giới rồi tiếc già mới chia sẻ là các bạn bởi vì sao khi mình giữ được năm giới rồi cái đời sống mình á nó hoàn toàn nó khác hẳn luôn nó không có còn mà khổ sở như ngày xưa nữa nó không có còn giống như là hờn giận đau buồn mắc trang cơm nữa lúc nào nó cũng vui vẻ hạnh phúc hết đó các bạn Tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng cố gắng để giữ được năm giới nhất là mình tu tại gia đó các bạn Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.